Sau một tuần với nhiều hoạt động thời trang phong phú và hấp dẫn, đêm bế mạc tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam tại Hà Nội đã khép lại với những bộ sưu tập đầy ấn tượng mang dấu ấn riêng, làm nổi bật cá tính của các nhà thiết kế. Trong đêm bế mạc, những cái tên nổi tiếng như nhà thiết kế Phương My, nhà thiết kế Hoàng Minh Hà, nhà thiết kế Lý Giám Tiền và nhà thiết kế Nguyễn Tiến Truyền cùng những nhà thiết kế đến từ nước ngoài đã đem đến sàn diễn thời trang Việt Nam International Fashion Week những sáng tạo độc đáo với ý tưởng từ những ly cà phê buổi sớm. Với những đường cắt xẻ táo bạo, chất liệu độc đáo, công chúng bộ điệu thời trang thủ đô tối qua đã được mãn nhãn khi ngắm nhìn dàn người mẫu nổi tiếng trên sàn diễn. Sau thành công của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2016 lần đầu được tổ chức tại thủ đô, thì bắt đầu từ năm sau 2017, mỗi năm sẽ có hai sự kiện lớn về thời trang được tổ chức ở hai miền Nam Bắc. Theo đó, tuần lễ thời trang quốc tế xuân hè sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và tuần lễ thời trang thu đông sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Đây là một tin vui đối với công chúng yêu thời trang cả nước, bởi những xu thế thời trang thế giới sẽ hội tụ và cập nhật đầy đủ tại những sự kiện thời trang này.